Quyện đoàn Thái Lai vừa tổ chức tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Nhằm động viên tinh thần các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022, chiều ngày 14 tháng 2, Quyện đoàn Thái Lai phối hợp với đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cường Thư tổ chức lễ trao quà cho 13 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022, có hoàn cảnh khó khăn của 13 xã thị trấn trên địa bàn quyện. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt do Đoàn khối Doanh nghiệp Thành phố Cường Thơ tài trợ với tổng số tiền 6 triệu 500.000 đồng. Năm 2022, huyện Thới Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 232 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó do Bộ Quốc phòng 165 thanh niên, Bộ Công an 67 thanh niên.